Ai cũng mong có một tình yêu, cũng mong được hạnh phúc giống như bao người. Tìm đâu ra một nửa yêu thương để có thể viết nên câu chuyện về tình yêu mà anh đã nghĩ suy bấy lâu. Anh chỉ cần những điều giản đơn, chẳng cần những gì xa hoa khi ta sống chung mái nhà. Dù ngày mai tương lai ra sao thì anh sẽ luôn luôn vì nhau để cho em có được trọn vẹn niềm hạnh phúc như lúc đầu. Và anh muốn bước tiếp cùng em đến nơi hạnh phúc muôn trùng. Và anh muốn là người đàn ông dù để sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ xước em về ngay. Và anh muốn lúc bây giờ đây có thể ôm em trong tay. Và người yêu ơi em đâu hay, anh ước mong chỉ có thể này. Một vợ hai con, ba lầu và bốn bánh. Đến khi ngày tóc đã bạc trắng ta vẫn hai con, ba lầu và bốn bánh, đó là điều